Ăn cháo luôn không? Có. Đi vô đi đánh con luôn cho nhá. Mình mới lươn bằng bằng hai cái ống này này, lươn nó chui đây này, ôm lắm. Nào Việt go, mình đánh ở ruộng này một cái, xong là tí vào trong ao đi một cái. Quay sát rồi cho anh em bạn bè nhìn thấy nè. Không gặp không, đi đi về đi, tắt máy đi. Làm sạch nước lươn xong rồi là lấy cái ruột vứt đi, xong rồi mình luộc với cái gừng này, thịt này để tí làm cháo. Mời các bạn ăn cháo cùng gia đình mình nhá.